Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 bùng phát đã hơn 2 năm, đặc biệt quá khốc liệt ở năm 2021 nhưng chưa có hồi kết. Suốt thời gian này, lực lượng y tế luôn căng sức ngày đêm không hề ngơi nghỉ. Họ như những thiên thần áo trắng với sự nỗ lực phi thường vì sức khỏe, tính mạng của con người. Chúng ta cùng cảm nhận sâu đậm hơn về tinh thần, ý chí phi thường của những thiên thần áo trắng tại một trong những tâm dịch của cả nước và hiện vẫn còn nóng bỏng. Chúng ta không thể tưởng tượng được một ngày con số F0 tại thành phố Hồ Chí Minh thì nó lại bằng một cái đợt dịch lớn nhất của F0 tại Bắc Giang. Trong một cái khoảng thời gian ngắn thì chúng tôi tăng gấp 3 lần. Thế thì ở cái tầng thứ 3 đó, đó là những cái bệnh nhân thường xuyên phải thở máy, phải lọc máu liên tục, phải chạy ECMO này kia. Thế thì tất cả các y bác sĩ nào mà phải làm ở những cái tầng đó, một ngày mà 4-5 người lần lượt ra đi dưới tay của mình điều trị, tôi nghĩ là cái nặng nề nhất cho nghề bác sĩ. Đang bao nhiêu á Thành ơi? Cái EMA bao nhiêu? Đây là những thời điểm mà người bệnh, người dân cần nhất những cái lực lượng y tế và những cái lực lượng tuyến đầu khác. Nhiều đồng nghiệp của mình từ ở khắp miền đất nước về đây. Sau khi mà được các bệnh viện là muốn đổi người, các bạn đó làm đơn xin tình nguyện ở lại tiếp tục gắn bó. Bởi vì họ làm, họ thấy là cái lượng bệnh nhân vẫn còn đó, cái số lượng bệnh nhân nguy kịch vẫn còn đó. Và họ thấy những cái nỗi buồn của sự mất mát sau những người ra đi, và cũng có cái, những cái niềm vui trong quá trình mà cứu được nhiều người. Họ không còn nghĩ cho bản thân họ nữa, họ chỉ nghĩ là họ tiếp tục, họ có thể cống hiến. Lúc này á, nếu mà ai cũng sợ, ai cũng từ bỏ thì những cái bệnh nhân đó họ sẽ như thế nào? Nên là mình phải nghĩ rằng là ngay cái lúc này là người ta cần mình. Mình càng phải năng nổ hơn. Gần như là bây giờ mình phải dùng 200% sức lực so với ngày thường á. Có bạn là con còn rất nhỏ nhưng mà bạn cũng xa con để cùng tham gia chống dịch thì lo lắm chứ. Mỗi ngày nhìn thấy các bạn gọi về cho con, gọi về cho gia đình để nhìn thấy con, nghe được tiếng con. Thì nhiều lúc mình cũng đùa, mình nói là mai muốn hết dịch về con mày nó quên mày luôn. Mấy em mà ở cấp cứu là cũng thuộc loại thần kinh thép. Nhiều em hả, hãy mà hỏi tới là nước mắt chảy. Mình mới nói là mình là lãnh đạo thì mình cũng không thể như vậy được. Cho nên là tim thì ấm nhưng mà đầu phải lạnh. Những ghi nhận vừa rồi cho thấy dịch bệnh vô cùng tàn khốc, cuộc chiến với dịch bệnh cũng vô cùng dày công. Đại dịch đang được kiểm soát trong cả nước và từng bước hạn chế trên phạm vi thế giới. Tuy nhiên thì COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và càng phức tạp khi xuất hiện tâm lý chủ quan, ỷ lại vào vaccine. Ngành chức năng đã nhận định, vaccine chỉ giúp giảm nguy cơ chuyển nặng nhưng không phải với tất cả trường hợp, càng không phải là lá chắn lây nhiễm SARS-CoV-2. Minh chứng là bước sang giai đoạn thích ứng linh hoạt nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine sâu rộng cũng là giai đoạn số ca lây nhiễm trong cả nước lẫn tại Bà Rịa Vũng Tàu tăng lên mỗi ngày rất cao. Và nhưng ngành chức năng cũng đã khuyến cáo mật độ lây nhiễm dày đặc là điều kiện cho COVID-19 sản sinh biến thể mới. Thưa quý vị, thành quả phòng chống dịch phải đánh đổi bằng nhiều công sức, tiền của cả biết bao mất mát. Như chúng ta vừa cảm nhận, có sự nỗ lực phi thường của lực lượng ở tuyến đầu nóng bỏng, những thiên thần áo trắng. Vì vậy, mỗi người, mỗi gia đình hãy ý thức trách nhiệm hơn nữa để dịch bệnh thật sự được đẩy lùi, để lực lượng y tế thật sự có được giây phút ngơi nghỉ đúng nghĩa, cuộc sống có thể phát triển bền vững.